Ngày xưa, sông Hạnh Dương là vùng sông nước nổi tiếng. Không chỉ có nhiều quả ngon, trái ngọt, mà còn là vùng đất có nhiều những mỹ nhân tuyệt sắc. Nổi tiếng hơn cả là vườn cây nhà quan bộ Lễ Thị Sử, vốn là một vị quan thanh liêm, vì chán ghét chốn quan trường mà từ quan về quê trồng trọt. Nhẹ nhẹ cái tay thôi, kẻo hư hết trái bây giờ. Anh Sáu, mấy bữa này sao không thấy tiểu thư Thi Bình ra đây thu tiền vậy? Ông Thi Sử nghiêm khắc lắm, ông đang rèn tiểu thư học cách trồng cây, làm vườn đó. Tiểu thư Thi Bình vừa tròn 18 tuổi, là một cô gái thông minh lại xinh đẹp. Bữa nay không thấy ghe lụa gấm của chính thám ghé qua. Đã nói là tháng này mình sẽ mua nốt khúc gấm đỏ mà. Trời ơi, lụa đẹp chỉ xứng với mỹ nhân. Cô Thi Bình lấy thêm khúc gấm đỏ này nữa. Đẹp lắm nè. Nếu mua sắm nhiều cha tôi sẽ mắng tôi hoang phí mất. Cứ bán cho tôi khúc lụa vàng đi. Còn mảnh gấm đỏ tháng sau tôi sẽ lấy ha. Nè 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 nè, thuyền của chàng Lục Xương tới rồi kìa. Làn da rám nắng khỏe khoắn, còn thân hình thì cường tráng như trái mít lâu năm. Cô Thi Bình, tôi có món quà muốn tặng cô. Anh Lục Xương khéo tay quá, sao có thể khắc hình cô gái dễ thương như vậy? Thật ra cô gái ấy không thể đẹp hơn bản gốc được. Tôi ngày đêm mất ăn mất ngủ cũng chỉ vì cô gái ấy. Ai, lụa gấm thượng hạng đây. Lụa cao cấp, mỏng nhẹ như cánh hồng. Mặc mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Chị Chính Thám, có mang khúc gấm đỏ cho tôi không? Tôi đã có người trả giá cao mua hết mất tiêu rồi. Lụa đẹp phải dành cho người đẹp mới xứng. Chỉ có nàng mới xứng mặc những tấm vải này thôi. Không có cô gái nào có thể so được với vẻ kiều diễm của nàng hết. Một người đẹp tuyệt mỹ như nàng Thi Bình phải xứng với những thứ gấm phốc hảo hạng nhất trên đời này. Mà mình thì lại chỉ là một kẻ buôn nghèo. Nhưng vì nàng, mình phải làm giàu để tặng cho nàng tất thảy những thứ mà nàng mong muốn. Lục Xương, chuyện hứa hôn với Thành Mai nhà bác Nghị cũng đã lâu. Chừng nào thì con tính tới chuyện kết hôn với con bé vậy? Cha, con muốn lập nghiệp trước rồi mới tính tới chuyện hôn sự. Chàng nghe nói con đã phải lòng tiểu thư Thi Bình. Cha đã biết rồi sao? Vậy con cũng không dám giấu cha. Con muốn kiếm được thật nhiều tiền để hỏi cưới cô ấy. Gia đình nhà tiểu thư Thi Bình nổi tiếng giàu có ở xứ này, liệu con có với tới không? Ý con đã quyết. Ngày mai cha lo cho con cái lễ sang giảm ý, hỏi ý kiến cha mẹ của Thi Bình thế nào giùm con. Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời của con cái. Tôi muốn con bé Thi Bình được tự lựa chọn người bạn đời của mình. Dạ, cháu chào bác Lục. Thưa bác, thưa cha mẹ, về việc cưới hỏi này, con... Thi Bình, có điều gì con cứ thẳng thắn nói. Khi nào anh Lục Xương đây thành đạt, thì con sẽ đồng ý cưới gả về nhà họ Lục. Vâng, một năm sau cháu sẽ quay lại. Nhất định lúc ấy sẽ gây dựng được sự nghiệp, xứng đáng làm chồng của Thi Bình ạ. Con thuyền xa hoa kia tới đây làm gì chứ? Nghe đâu là thuyền của cậu Lục Xương đó. Bỏ đi biệt xứ cả năm, lên kinh thành làm ăn. Cậu ấy có tài lắm, chuyên điêu khắc tạo hình trái cây. Những tác phẩm của cậu ấy á được giới quý tộc rất ưa thích, vàng bạc châu báu cậu Lục thu về không xuể luôn. Thi Bình, nay ta đã quay lại đây. Ta giờ đã gây dựng được sự nghiệp, gia đình ta và nàng đã một đàng hộ đối. Nàng ưng thuận làm vợ ta chứ? Bây giờ chàng trở về, sự nghiệp được rỡ, coi như công thành. Vậy nhưng chừng nào chàng danh toại đủ đạt làm quan thì hãy quay về tìm thiếp.
Thi Bình, nàng nói sao? Nhất định ta phải đủ công thành danh toại mới có thể cưới nàng ư? Dạ vâng. Lục Xương à, không phải ta không thương mến chàng đâu, nhưng nếu lấy một người chồng trọc phố không có trình độ học vấn gì, chẳng phải sẽ là trò cười cho thiên hạ? Công tử gia bảo đó vừa giàu có lại vừa có gia thế hiển hách, ta... Trời sắp sáng rồi, hãy đi nghỉ chút đi. Còn có cần phải nhọc công nhọc sức thế này vì một đứa con gái thế không? Giờ còn phải gắng sức hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của tiểu thư Thi Bình. Một năm sau, kỳ thi năm nay sĩ tử Lục Xương đã đỗ trạng nguyên với số điểm tuyệt đối. Trạng nguyên là một người tài hoa tinh anh, nay nhà vua cho về bái tổ vinh quy. Trạng nguyên Lục Xương đã công thành danh toại, chắc chắn sẽ cưới được nàng Thi Bình xinh đẹp thôi. Thi Bình, nàng không chịu gặp ta là vì đang tơ tưởng theo vị trạng nguyên kia sao? Xin công tử ăn nói tự trọng cho. Công tử, ngài làm gì vậy? Đã bao lần ta đến hỏi cưới nàng, nàng đều từ chối. Hóa ra nàng đã có người khác trong lòng ư? Nhưng Lục Xương, liệu hắn có xứng với một người hoàn hảo như nàng không? Thi Bình, những điều nàng mong muốn ta đều đã thực hiện, nàng bằng lòng làm vợ ta chứ? Tấm chân tình của chàng em xin ghi nhận, chỉ có điều... Thi Bình, chuyện gì có thể ngăn cản chúng ta thành vợ thành chồng chứ? Còn xuất thân của chàng vốn bần hàn, em... Trời ơi, Thi Bình ơi là Thi Bình, bản thân ta đã không ngừng nỗ lực trong suốt 2 năm qua vì tình yêu với nàng. Ta đã có lỗi với gia đình, với vị hôn thê thanh mai trúc mã, vậy mà... Ê, Lục Xương lại đi theo đuổi nàng tiểu thư Thi Bình đóng đánh làm gì? Tình yêu của ta dành cho Thi Bình vì nàng ấy 5 lần 7 lượt chà đạp, ta không còn lý do gì để sống trên đời này nữa. Lục Xương, Lục Xương chàng ơi, cũng chỉ vì em quá tham lam, quá ích kỷ, đứng núi này trông núi nọ, sao chàng nỡ bỏ em mà đi? Em cũng không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Ba ngày sau, từ đó trên khúc sông Hành Dương, người ta thấy xuất hiện một thứ bèo lạ, cứ tìm cách bám theo áp sát những con thuyền đi ngang qua. Người ta nói đó là hồn của tiểu thư Thi Bình tìm đến Lục Xương, và gọi thứ bèo đó là Lục Bình, để nhắc về một bi tình sử, mối tình đau thương của chàng Lục Xương và nàng Thi Bình. Chuyện ở Tô Chan. Này anh ơi, hình như anh khách vừa rồi bỏ quên ví trên bàn rồi. Vậy à em, của ai được nhỉ? Em thử mở ví ra kiểm tra giấy tờ bên trong xem thế nào nha. Là của anh Peter vừa cắt tóc nhà chúng ta. Có cả vé tàu của anh ấy, chỉ 30 phút nữa thôi tàu khởi hành mất rồi. Em phải nhanh chóng mang chiếc ví này ra, có lẽ em cứ đi về hướng ga tàu sẽ gặp được anh ấy. Anh ơi, anh Peter. Ủa, là cậu bé tiệm cắt tóc, có việc gì thế hả em? Anh ơi, anh có quên chiếc ví ở quán cắt tóc, em mang nó cho anh đây ạ. Ừ, thôi chết, thật là may mắn, suýt tí nữa thì lên tàu không có vé rồi. Ờ, cậu bé à, anh cảm ơn em nha. Dạ, không có gì ạ. Cừ lắm. Nhưng giờ anh đang vội, phải đi ra ga tàu rồi.
lần sau anh sẽ ghé quán thóc của em nha. Anh đi đi. Dạ Phân ạ. Một tháng sau. Lần này mình lên thành phố công tác lâu hơn so với dự tính. Công việc đến giờ cũng đã tạm xong. Hay, phải nhanh chóng trở về thôi. Chuyến công tác gần 2 tuần là mình nhớ nhà quá. Chúng mày đâu? Nó kia kìa. Mau đến cho nó một trận đi. Này, ngày mày bán báo, tối thì đánh giày, chiếm hết địa bàn chúng tao à? Cho mày chết này, chết này, chết này, chết này. Ôi, tha cho em đi. Lần sau em không dám đánh giày hay bán báo ở đây nữa. Làm gì vậy? Dừng tay lại mau. Ôi, anh Peter. Là anh Peter sao ạ? Ừ, cậu bé Alex. Là em sao? Sao em lại ở đây? Anh tưởng là em đang ở tui chun cắt tóc cùng với anh trai chứ. Em quán cắt tóc ở quê không đủ để nuôi sống cả gia đình em. Mẹ em mấy nay lại đổ bệnh nên em phải lên đây kiếm sống. Nhưng giờ mấy anh đó lại không cho em làm ở đây nữa. Em biết làm sao bây giờ? Em còn nhỏ mà một mình kiếm sống trên này quả thực không dễ dàng gì đâu. Bọn chúng hôm nay làm như vậy là để cảnh cáo em. Lần sau còn thấy em bán lại ở đây, nhất định bọn chúng sẽ không tha cho em đâu. Thế thì em sẽ chuyển sang con phố khác bán vậy. Chứ em không học hành gì, làm sao có thể làm được nghề khác đây. Thôi, hay là thế này, em hãy về quê đi. Anh hứa là sau đợt đi công tác này, anh ghé qua nhà rồi ghé qua quán em. Nhất định là anh sẽ giúp được em điều gì đó. Anh Peter, sao anh tốt với em vậy? Alex, em là cậu bé ngoan ngoãn, tốt bụng, cậu bé ạ. Em cứ yên tâm và đừng lo lắng gì nữa nha. Giúp được em điều gì, anh sẽ giúp. Giờ anh sẽ đưa em ra bến tàu, bắt chuyến xe sớm nhất về quê nào. Nghe anh đi, nơi thành phố xô bồ này chưa thích hợp với một cậu nhóc như em đâu. Mấy hôm sau. Ủa Alex, quán phải đóng cửa thật sao? Anh của em mất đâu? Vâng anh, chủ nhà đòi lại quán không cho thuê nữa, nên trong hôm nay phải dọn ạ. Còn anh mất, anh ấy phải vào viện lo cho mẹ của em. Bệnh của mẹ em mấy hôm nay bị trở nặng nên cần phải làm phẫu thuật gấp. Ờ, đây là 200 đô la, là toàn bộ số tiền mà anh dành dụm được mấy lâu nay. Em cầm lấy đi, hy vọng là có thể giúp được hai anh em trong lúc khó khăn này. Anh Peter, đây là số tiền quá lớn, em làm sao có thể... Nếu không có tấm vé tàu kia của em, anh cũng không thể tích góp số tiền này. Anh nghĩ mình không gửi nhầm chỗ. Cố lên nha cậu bé. Em hãy đưa cho anh mắt để giải quyết những vấn đề cần kiếp trước mắt. Cảm ơn anh Peter. Chẳng phải là anh em thân thích gì mà anh tốt với chúng em quá. Nhất định là sau này em sẽ trả anh ơn nghĩa này. Thôi, đến giờ anh phải đi rồi, tạm biệt. Anh Peter, chúng em cảm ơn anh nhiều. 30 năm sau. Anh Peter, 30 năm qua, không lúc nào em quên lòng tốt của anh. Ngày ấy không có sự ra tay giúp đỡ của anh thì gia đình em không biết sẽ lao đao như thế nào. Hôm nay trở lại Tô Chan, nhất định em phải tìm gặp anh bằng được. Cậu nhanh chóng lên kế hoạch chi tiết để tìm kiếm một người tên là Peter cho tôi nha, với những đặc điểm như tôi mô tả chi tiết ấy. Dạ vâng thưa ông. Nếu có khó khăn gì thì cậu cứ nói luôn với tôi. Dạ thưa ông, khó khăn là ở chỗ thành phố Tô Chun này quá đông đúc, trong khi thông tin mà chúng ta có được về ngài Peter thì lại quá ít. Chúng ta chả có dữ liệu gì ngoài một cái tên giữa vô vàn người trong thành phố rộng lớn này. Chỉ cần có 1% hy vọng thì chúng ta cũng nhất quyết phải tìm anh ấy bằng được. Tôi nhất thiết phải biết được là bây giờ anh ấy sống ra sao. Trước mắt anh và nhóm mình hãy liên lạc với cơ quan về dân số của các đơn vị hành chính, rồi chúng ta cũng sẽ nhờ cảnh sát truyền thông vào cuộc nữa. Dạ vâng, chúng tôi sẽ tiến hành ngay ạ. Dạ thưa ông Alex, phía trước sẽ có một con ngõ nhỏ,
chúng ta rẽ phải, sau đó đi thẳng 50 mét nữa là sẽ nhìn thấy một ngôi nhà tập thể. Ông Peter ở trên đó à? Đây là khu tập thể cũ, xây dựng khá lâu và đang xuống cấp. Thang máy thậm chí còn quá hạn bảo trì, phải ngừng phục vụ. Ông Alex, xin cứ ở đây để tôi lên hỏi nhà trước cho ạ. Ngộ nhỡ lên đến nơi mà không phải người cần tìm thì lại vất vả cho ông ạ. Mấy ngày nay chúng ta đã đi khắp nơi trong thành phố này, nơi nào có chút thông tin về Peter chúng ta đều đã đến. Lần này tôi linh cảm sẽ gặp được anh ấy, tôi không thể chờ lâu hơn. Ông chỉ chờ một lát thôi ạ. Tôi sẽ lên và quay trở xuống thông báo cho ông luôn ạ. Không, một giây tôi cũng không chờ. Để tôi lên trên cùng với cậu. Nhưng mà thưa ông, phải leo lên tận 7 tầng thang bộ đấy ạ. Ông đường đường là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn, liệu có nhất thiết phải như vậy không ạ? Không sao, cậu cũng biết đó thôi. Trước khi làm chủ tịch của một công ty lớn, tôi từng làm đủ nghề, từ cắt tóc, phụ hồ, đóng gạch, nấu ăn. Chưa có gì là tôi chưa trải qua cả. So với những vất vả đó thì 7 tầng thang bộ này đã là gì đâu. Vâng, vậy chúng ta mau đi thôi ạ. Xin hỏi ông cần gặp ai? Anh. Ôi, anh có nhận ra em không? Em là Alex, thằng bé cắt tóc Alex năm nào đây anh? Alex, thật là em đó sao Alex? Ôi trời ơi, cậu bé cắt tóc năm nào giờ đã trở thành quý ông thế này rồi ư? Vâng thưa anh, thời gian trôi nhanh quá, đã 30 năm rồi anh Peter. Thật mừng là sau bao nhiêu cố gắng tìm kiếm, cuối cùng em đã tìm thấy anh. Món tiền mà anh đưa cho em ngày ấy chính là vị cứu tinh cho cả nhà em thời điểm đó. Em và Mark bị đòi lại quán, chả thể làm được gì. Đã vậy, mẹ em bị ốm nặng, khoản tiền đó đủ để chi trả cho ca phẫu thuật của mẹ em. Lo chữa bệnh xong cho mẹ em thì em lại bất ngờ bị gọi đi lính, và em đã lên đường. Mấy năm sau thì giải ngũ, em đến Tây Ban Nha làm đầu bếp, sau đó mở nhà hàng và dần dần trở thành một công dân Tây Ban Nha. Nhờ kiên trì cộng thêm may mắn mà em đã dần dần mở được một chuỗi nhà hàng có tiếng tại đây, rồi trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của chuỗi nhà hàng ẩm thực. Nghe em kể, anh lấy làm mừng vô cùng. Ông trời quả không phụ lòng một người chịu khó và kiên trì như em. Bây giờ em đã thành công rồi, anh vui lắm. Còn anh thì sao, anh Peter? Cuộc sống của anh tốt chứ? Anh vẫn bình thường. Kinh tế không tốt lắm, nhưng anh vẫn tự túc được. Anh Peter, khi về nước lần này, em cũng đã nghĩ đến việc đầu tư vào làm một công ty sản xuất rượu vang đỏ, dầu ô liu, các sản phẩm khác từ Tây Ban Nha. Em thấy tiềm năng của nó rất lớn. Em đang cần một đồng minh như anh. Anh đây thì giúp được gì cho em? Anh đâu có kinh nghiệm nào về kinh doanh và quản lý đâu. Công việc bên Tây Ban Nha của em rất bận, cho nên em cần một người tin tưởng gánh vác bên này. Anh có nhiều bạn, anh có thể giới thiệu người cho em. Không, người có kinh nghiệm thì em không thiếu, nhưng em chỉ giao phó cho người em tin tưởng. Người đó chỉ có thể là anh. Anh có thể thay em cán đáng công việc của nhà máy sản xuất rượu vang bên này được không anh? Em sẽ cử anh làm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Anh ư? Vâng, là anh đó ạ. Anh yên tâm, có gì đó khúc mắc anh cứ trao đổi. Dù cách xa địa lý, nhưng em có thể hỗ trợ anh mỗi lúc. Em có liều lĩnh quá không Alex? Vâng, nếu liều lĩnh thì ngày xưa phải là anh mới đúng đấy. Em đã hơn 20 năm trong nghề kinh doanh, em không nhìn sai người đâu Peter à. Anh giúp em lần kinh doanh mở rộng này nha. Một thời gian sau. Thưa ngài, có điều này tôi vốn nói từ lâu rồi, mong ngài đừng giận. Có gì cậu cứ nói, đừng ngại. Dạ, ngài đầu tư một lượng tiền lớn, hàng triệu đô vào việc mở nhà máy rượu tại quê nhà mà không hề quan tâm tới việc nhà máy đó sản xuất lỗ hay lãi. Đứng trên góc độ người kinh doanh, tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được điều này. Nếu là cậu, tôi cũng sẽ thắc mắc như vậy.
Vậy ngài có thể giải thích rõ hơn về quyết định vừa rồi cho tôi được không ạ? Thực ra tôi nói là anh Peter đứng ra quản lý hộ tôi, để anh ấy nhận lời của tôi mà không ngại ngùng thôi. Chứ kỳ thực trong lòng tôi thì đã tặng nhà máy ấy cho anh Peter và để anh ấy toàn quyền sử dụng rồi. Ồ, ngài Alex, đây là một số tiền khổng lồ. Lẽ nào ngài bị ông Peter ấy mê hoặc rồi? Anh Peter là ân nhân của tôi. Nếu không có anh ấy thì không có Alex ngày hôm nay đâu. Vâng, tôi có nghe qua câu chuyện của ngài. Nhưng quá khứ là một chuyện, giờ ngài giao trọng trách lớn, điều hành cả một doanh nghiệp lớn. Tôi e ngài Peter ấy không biết xoay sở thế nào. Giờ đây mỗi quyết định của ngài ấy sẽ ảnh hưởng đến bao người. Cậu khoan hãy nhận xét vội vàng như vậy. Tôi mời cậu đến một nơi này. Nơi nào đấy ạ? Cậu cũng thấy đó, anh ấy không những làm rất tốt công việc hiện tại của mình mà còn đang truyền đi những năng lượng tích cực cho mọi người. Anh ấy giúp đỡ những người nghèo có công việc làm ổn định. Tôi luôn tin vào anh ấy, vào sự nhân ái bên trong con người ấy. Cho nên đầu tư cho anh ấy bất luận là gì thì tôi cũng thấy mình được nhiều hơn là mất. Vâng thưa giám đốc, giờ thì tôi đã hiểu rồi ạ. Những thiện chí và đối nhân xử thế của cả hai khiến tôi thấy ngưỡng mộ và cảm phục vô cùng. Bộ phim được phóng tác từ câu chuyện có thật tại Trung Quốc vào những năm cuối thế kỷ 20. Bối cảnh phim đã được thay đổi. Mẹ chồng ăn vụng. Đào, cô pin của bà hoang hô nào. Cháu vỗ tay theo bà nha. Hoang hô, hoang hô. Mẹ ơi, mẹ nhìn thế này là thế nào? Tất cả quần áo của cô Bin đều bị bay tung tóe và rơi hết xuống sân thượng. Giờ bẩn hết quần áo của cháu rồi đây này. Không còn hiểu mẹ phơi quần áo kiểu gì nữa. Thì mỗi khi mẹ vẫn treo quần áo trên dây mà. Chắc là do đêm qua gió lớn quá đấy con. Con đã nói quần áo mẹ phải mắc vào những cái kẹp để kẹp riêng quần áo cho cháu cơ mà. Quần áo của trẻ con đâu có như quần áo của người lớn. Nhỏ như thế này, mẹ mắc lên dây thì chẳng rơi. Chưa kể, treo trên dây lại làm dơ quần áo thêm ấy chứ. Lần sau mẹ sẽ chú ý hơn. Lần nào mẹ cũng nói thế cả. Trời ơi, mẹ cho cô Bin ăn cái gì thế này? Bún đậu mắm tôm ư? Sao mẹ lại ăn cái này? Lại còn cho cháu ăn nữa, sợ quá. Không phải mẹ cho cô Bin ăn đâu con. Thằng bé thấy mẹ ăn thì vồ vào đĩa bún mẹ cũng đang gỡ ra. Thì con về. Mỗi khi ở nhà, mẹ vẫn thường mua bún ăn như thế này hay sao ạ? Thế mà khi con hỏi, mẹ toàn nói rằng mẹ nấu cơm ăn chứ không mua ăn ngoài bao giờ. Mẹ rất hay vòng vo. Hôm nay con mà không về đột ngột thì chắc là con cũng không biết được đâu. Đấy, anh xem, mẹ ở nhà như thế đấy. Chẳng lẽ em lại phải lắp cả camera ở nhà xem mẹ ở nhà chăm sóc con cái và ăn uống những gì? Sao? Anh lại còn nói em quá đáng. Em quá đáng ở chỗ nào khi tất cả là sự thật rành rành ra trước mắt. Được rồi, trong mắt anh, mẹ anh lúc nào cũng đúng. Mẹ, mẹ có sao không ạ? Cô đã dặn bao nhiêu lần rồi, cầu thang nhà mình cao, mẹ đi lại phải cẩn thận chứ. Không quá nghiêm trọng đâu, nhưng giờ mẹ cháu phải nằm nghỉ ngơi, không được vận động di chuyển nữa thì cái chân mới nhanh khỏi được. Cô cảm ơn bác Tư. Thật may mà có bác Tư ở nhà, chứ không thì không biết mẹ con đã ra sao rồi. Con cảm ơn bác ạ. Không có gì đâu. Hai đứa chăm mẹ đi nha. Để bà ấy bế đứa nhỏ đi lên đi xuống cầu thang thế này cũng nguy hiểm đấy. Cẩn thận vào nha. Bác về đây. Dạ.
Mẹ xin lỗi đã khiến cho hai cậu lo lắng. Mẹ thế này, Phương lại phải nghỉ làm chăm sóc cho cô Bin rồi. Thì mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con biết đường lo liệu mà. Con có phải là không biết chăm con của con đâu chứ? Phải đấy mẹ ạ. Mẹ đừng lo lắng, mẹ cứ nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi. Mọi việc trong nhà mẹ cứ để vợ con lo là được rồi. Bấy lâu nay việc lớn nhỏ vẫn một tay mẹ lo chu đáo, nhưng Phương cũng biết làm đó ạ. À, vậy nên mẹ cứ yên tâm nhé mẹ. Ừ. Sao mẹ lúc nào cũng hậu đậu như thế? Báo hại mình lại phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc, thật là bực mình quá mà. Mẹ không ăn được chút cơm nào hả em? Anh thấy cơm em mang lên cho mẹ vẫn còn nguyên. Mẹ ốm mệt như vậy, sao em không nấu cho mẹ chút cháo? Mẹ đau chân chứ có đau miệng đâu mà phải ăn cháo. Mà anh thấy em còn ít việc quá hay sao mà cứ bắt bẻ em này nọ thế hả? Em không nấu thì em mua cho mẹ bát cháo cũng được. Mẹ mệt ăn cháo sẽ dễ hơn. Chuyện đó có gì khó khăn lắm đâu. Anh đã không giúp được cho em việc gì thì cũng đừng đòi hỏi thêm nữa. Em đã nấu cơm chu đáo như vậy mà mẹ không ăn chứ đâu phải là lỗi của em. Thôi được rồi, em nói nhỏ thôi cho mẹ nghĩ. Mai em mua cháo cho mẹ là được mà. Đấy, nấu cho mẹ cơm thì mẹ không ăn, đêm hôm lại giấu giếm cái gì ăn lén lút, mệt lắm mà. Đến khi bảo lại nói mình chăm sóc không chu đáo. Anh xem, mẹ cứ chê ổng chê eo này nọ không ăn, xong rồi đêm hôm mẹ lại lén lút đi ăn vụng kia kìa. Thế không phải mẹ cố tình chơi khăm em à? Em nói gì lạ vậy? Mẹ mà lại phải ăn vụng sao? Anh không tin sao? Không tin thì đi xuống xem luôn. Nhanh, em mới nhìn thấy xong mà. Em nhìn nhầm thì đúng hơn đó. Cũng có thể là em quá định kiến với mẹ nên mới cảm thấy vậy thôi. Em không thấy mẹ đang chỉ nằm ngủ thôi sao? Không thể nào, rõ ràng em mới nhìn thấy xong. Chắc là mình đi xuống cầu thang ồn ào quá nên mẹ biết mẹ giả vờ đó. Thôi, em thì cứ nói linh tinh. Đi lên để cho mẹ ngủ, kẻo mẹ tỉnh giấc bây giờ. Được rồi, từ mai mình sẽ rình. Phải cho anh ấy thấy được tận mắt thì anh ấy mới tin. Ở đâu ra trên đời có mẹ chồng ăn vụng nữa. Đúng là hội tụ đủ các thói xấu mà. Bắt đầu rồi, hôm nay thì mẹ sẽ không thể chối cãi được nhé. Anh cứ theo dõi đi, để anh còn khó chịu nói em đặt điều không. Đó nha, lần này anh còn bên vực mẹ nữa không? Mẹ giấu đồ ăn mang vào phòng để ăn đó. Bảo làm sao mà cả ngày mẹ không đoái hoài gì đến đồ ăn em nấu. Có lẽ nào mẹ phải làm như vậy hay sao? Chốn dĩ mẹ là người dễ ăn mà, tính tình dễ chịu, chưa làm buồn phiền ai bao giờ. Rõ ràng rồi nhé. Từ giờ em nói gì về mẹ, anh nên tin tưởng vợ mình hơn đi. Mẹ không phải giấu nữa, bọn con đã nhìn thấy hết cả rồi. Bữa ăn thì mẹ không ăn, mẹ lại lén lút ăn vụng như thế này. Nhỡ mà người ngoài không hiểu, họ tưởng rằng bọn con để cho mẹ đói khát thì sao? Mẹ, mẹ thèm ăn món gì? Sao mẹ không nói cho nhà con để nhà con mua cho mẹ ăn? Mẹ ăn muộn quá như thế này sẽ không tốt cho dạ dày đâu ạ. Đâu, để con xem mẹ thích ăn món gì nào. Lá gì đây vậy mẹ? Lá này là... Là sao mẹ? Mẹ nói cho bọn con biết đi. Thôi được rồi, mẹ sẽ nói cho các con biết. Bấy lâu nay mẹ bị bệnh đường ruột, cứ vào ban đêm là lại đau hơn ban ngày. Mẹ nghe bà hàng xóm nói rằng ăn lá này có thể chữa khỏi, lại không muốn các con phải lo lắng nên mẹ đã lén ăn nó vào ban đêm khi các con đã đi ngủ. Bấy lâu nay mẹ đã gây ra rất nhiều phiền phức cho các con, cũng là vì thân thể mệt mỏi này. Mẹ không vơi lên được những móc treo quần áo để phơi quần áo thật cẩn thận vì cái lưng đau. Mỗi lần vơi lên là lại đột ngột khuỵu xuống. Vì cái chân chậm chạp này nên nhiều khi mẹ chỉ trông cô Bin được mà không kịp nấu một bữa ăn.
bác hàng xóm thương tình, khi thì mang cơm cho mẹ, khi thì lại mua cho mẹ bánh, bún. Rồi vì căn bệnh đường ruột này, nhiều khi mẹ không ăn được đồ ăn con nấu, mẹ đã rất áy náy với các con. Mẹ biết con đã rất tận tâm để lo cho mẹ, nhưng mẹ cũng không biết phải làm sao nữa. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Người áy náy phải là chúng con. Chúng con đã quá bận rộn với công việc của mình. Chúng con nghĩ rằng mẹ luôn mạnh khỏe. Không, các con là con của mẹ, mẹ phải lo toan cho các con chứ. Chỉ cần đỡ đần được các con việc gì thì mẹ sẽ cố gắng. Vậy mà nhiều khi lực bất tòng tâm. Mẹ, con xin lỗi. Người có lỗi nhiều nhất là con. Con đã luôn khó chịu và hiểu lầm về mẹ. Con thật vô tâm. Không sao đâu con, mẹ cũng đã từng làm dâu, mẹ hiểu tất cả những cảm giác mà con đang trải qua. Con hãy luôn thật thoải mái trong căn nhà của mình nha. Mẹ. Mẹ ơi, nếu chỉ ăn lá này không thôi thì chắc chắn là không khỏi được bệnh đâu mẹ à. Để mai vợ chồng con đưa mẹ đi khám rồi lấy thuốc uống nha. Đúng đó mẹ ạ, phải đến bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra cụ thể xem như thế nào. Khi đó mình mới có phương án điều trị thích hợp và bệnh của mẹ mới nhanh khỏi được ạ. Lại đến bệnh viện à? Thế thì tốn kém lắm các con ạ. Không, mẹ nhất định phải đi khám, đây là mệnh lệnh của bọn con. Thế thì mẹ sẽ tuân lệnh. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!